người toàn thể quý vị ạ. Và một lần nữa xin được đại diện cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý khách quý. Chúng ta đã có mặt tại buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị cũng như gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc quý vị chúng ta có một buổi lễ